Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta. Các chuyên gia khí tượng nhận định đợt không khí lạnh này ở miền Bắc có cường độ yếu, chủ yếu gây cảm giác xe lạnh vào đêm và sáng. Dự báo từ hôm nay mưa chấm dứt ở Bắc Bộ, kèm theo đó nền nhiệt cũng tăng nhẹ lên 2-3 độ C. Tình hình mưa lũ tại Trung Bộ còn diễn biến phức tạp, do liên tục chịu ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Theo đó, từ ngày 8 đến 12 tháng 11, Biển Đông có khả năng xuất hiện liên tiếp 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có hai hình thái hướng vào Trung Bộ. Các chuyên gia nhận định, nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng ở các đô thị. Thông tin này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trong cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, phía nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, rét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và sông rải rác, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m Thưa quý vị, như thông tin ban đầu chúng tôi đã đưa, Do liên tục chịu ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông, dự báo trên biển Đông có khả năng sẽ liên tiếp xuất hiện ba cơn bão trong tuần tới và liệu có ảnh hưởng đến đất liền hay là một điều đáng quan tâm. Nhận định về xu thế thời tiết tháng 11 năm 2023, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời gian này có khoảng 1 đến 2 cơn bão hoạt động trên khu vực biển Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Xa hơn, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Năm nay, do tác động của Enino, số lượng các cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta ít hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 10, Biển Đông xuất hiện hai cơn bão, trong đó có bão Koinu đi vào vùng biển phía đông bắc của Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023. Cơn bão số 5 hình thành từ một vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam của đảo Hoàng Sa, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5, di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, đi dọc bờ biển nước ta, đổi hướng và tan dần trên khu vực phía nam của vịnh Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, trong tháng 11 năm 2023, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất, tại miền Trung, tháng 11 là thời gian chính của mùa mưa do sự tác động của hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, nên các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục xảy ra ở khu vực này. Thưa quý vị, một cơn lốc xoáy cực mạnh đã xảy ra trong lúc bão Sierra đổ bộ, và đây được cho là cơn lốc xoáy mạnh nhất kể từ năm 1954 ở nước Anh. Lốc xoáy này đã hất tung mọi thứ trên đường đi của nó. Trong khi cơn bão Sierra quét qua nhiều vùng ở Vương quốc Anh vào tuần trước, đêm đến mưa như thác, gió mạnh và gây ngập lụt thì một số người dân đã ghi được hình ảnh lốc xoáy ở Jersey của Anh và đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, bắt đầu có những người đã đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin này. Nhưng tổ chức nghiên cứu bão và lốc xoáy Toro ở Vương quốc Anh đã vừa xác nhận rằng đúng là có lốc xoáy quét qua Jersey vào buổi đêm mà bão Sierra đổ bộ. Không chỉ vậy, đây có khả năng là lốc xoáy mạnh nhất ở Vương quốc Anh trong gần 70 năm. Nó mạnh hơn cả cơn lốc xoáy đã tàn phá Birmingham vào năm 2005 gây thiệt hại khoảng 40 triệu bảng, tương đương với hơn 1.200 tỷ đồng. Những người dân ở Jersey kể, lốc xoáy đã phá vỡ kính cửa sổ, giật đổ cây, hất tung các mái nhà và một số ngôi nhà thậm chí đã bị sập. Các cơn lốc xoáy được chia theo thang quốc tế từ T0 đến T10, trong đó T10 là mạnh nhất. Theo Toro, những kiểm tra vào cuối tuần vừa rồi của các nhà nghiên cứu cho thấy, cơn lốc xoáy ở Jersey ít nhất cũng ở mức T6. Toro nhận xét, có khá ít lốc xoáy đạt mức T6 hay cao hơn trong cả thế kỷ vừa qua. Tổ chức này cũng khẳng định những cục đá trong trận mưa đá đổ xuống Jersey trong bão Ciaran cũng là những cục đá lớn nhất kể từ trận mưa đá năm 1983. Chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống trên kênh của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.